ga bếp ga sang ấy thì mình tháo nguyên cụm này ra và thay cái đầu này vào. Đấy, thay đầu này vào mình chiết thôi. Đó, đây có cái van tháo ra thay rồi chiết. Ok, xong bình ga. Nếu mà bình gió thì mình lấy cờ lê mình tháo cái van chỗ này ra. Tháo ra. Tháo ra xong rồi lắp cái đầu này vào. Lắp cái đầu này vào. Đây này, có van này mình lắp cái đầu này vào. Đấy. Còn cái đầu này mình gắn vào cái đầu van gió. Ê, cho chị xem. Đấy. Cái van này. Dạ. Tháo cái đầu này không ta? Có. Em thử đã đấy rồi, nhà test rồi. Cái này là cái đây là van, cái gen này là gen trong. Gen này là gen ngoài, gen kia là gen trong. Đúng. Thì mới được. Vặn này ra. Xe thằng kia nó đi, thằng Sơn nó đi. Vặn này ra nhé. Rồi. Xong rồi đấy. Còn cái đầu này thì xoáy vào cái đầu van gió. Tí nữa em cho chị xem hình luôn cụ thể. Đấy, xong khi đó mình mở van này ra. Rồi mở van gió cho nó vào. Nhìn đồng hồ áp. Rồi sau khi mà chiết xong mình xoáy cái van này vào. Xoáy van gió vào, tháo ra. Tháo ra xong rồi lắp lại cái cục này. Rồi, xong. Sử dụng xong á. Dạ. Còn đây là cái dây cò. Ủa? Không có cái củ dê hả? Dạ không, cái này chẳng trực tiếp. Mình lấy tiếp. Nhưng mà chỉ sợ nó không có chặt. Cái khớp đây rồi, cổ dây đây không. Dây đỏ thì mình gắn vào chữ C2H2. Đấy, đấy, tại vì đầu nó hơi bót nên chị em chưa gắn. Còn dây xanh thì mình gắn vào đầu O2, xanh lỗ xi O2. Đấy, ok chưa? Cũng tương tự với hai đầu còn lại thì đầu xanh thì gắn vào ga, đầu đỏ thì gắn vào gió. À, không, đầu xanh thì gắn vào gió, đầu đỏ đánh vào ga. Đỏ là lửa là đường ga, dạ, xanh là gió. Đấy, nó đơn giản. Chị gửi cho em clip luôn nhé. Ngày đấy nó vô là khóa van này, dạ. Van này nó thăm xuống đây thì thôi, cái này van này là khóa rồi. Lại xong rồi mở van này ra. Cái này mở ra cái vặn này là gió này mình mới gá thôi chứ mình đã xiết đâu, để mai qua nó sang.